Israel vừa thông báo rằng họ đã phát hiện ra một vụ tấn công nghiêm trọng vào hệ thống của mình. Sự việc xảy ra vào khoảng cuối năm 2014 và đã làm lộ thông tin của ít nhất là 500 triệu tài khoản người dùng. Công ty tin rằng họ đã bị tấn công bởi một nhân tố có chính phủ nào đó đứng sau. Những thông tin bị rò rỉ bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, password đã bị băm thành chuỗi mã. Và trong một số trường hợp cũng lộ luôn câu hỏi bảo mật lẫn câu trả lời, tức là có khả năng bị khai thác để reset password và chiếm tài khoản. Công ty nói thêm vụ hack này không làm rò rỉ password gốc thông tin thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng. Yahoo thông báo rằng những tài khoản nào chưa đổi password từ năm 2014 đến nay thì hãy đổi ngay lập tức, đồng thời thay đổi câu hỏi lẫn câu trả lời bảo mật để tránh bị tình trạng reset password không mong muốn. Để an toàn, mình nghĩ rằng tất cả anh em có sạc Yahoo nên đổi luôn cho chắc. Yahoo nói họ chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy kẻ tấn công còn ẩn trong mạng lưới của mình. Sự việc bị phát hiện khi có một hacker bán thông tin của 200 triệu tài khoản người dùng Yahoo trên mạng hồi tháng 8 vừa rồi. Sau đó Yahoo bắt tay vào điều tra và có được kết quả như hôm nay. Hiện hãng đang làm việc với các cơ quan thi hành luật để điều tra kỹ hơn. Yahoo không nói lý do vì sao họ nghĩ rằng mình đã bị tấn công bởi hacker được tài trợ bởi chính phủ. Dù sao thì đây cũng là một sự việc rất nghiêm trọng, nhất là khi Yahoo vừa được Mobileism mua lại với giá 4,83 tỷ đô la Mỹ và theo trang Reuters có 3 băng thương vụ sẽ bị ảnh hưởng ít nhất vì vụ hack.